Quốc Anh chào các bạn đang dõi theo kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Đánh mất tình yêu của đời mình khiến bạn nhận ra rằng tình yêu thực sự có thể là một con dao hai lưỡi. Tình yêu có thể khiến chúng ta cảm thấy được kết nối độc đáo với thế giới và lấp đầy trái tim chúng ta để chúng ta tràn đầy hạnh phúc tình yêu cũng có thể khiến trái tim chúng ta thành từng mảnh vụn để lại cảm xúc đau đớn trong một thời gian dài sau này và một trong những nơi đau đớn nhất là nơi bạn cảm thấy hối tiếc tội lỗi và đau đớn vì mất đi một người người đã ở đó vì bạn yêu bạn nhưng bây giờ đã biến mất có nỗi đau cho cả hai bên khi chia tay cần một thời gian chữa lành nỗi đau nguôi ngoai bạn ngẫm lại những bài học đã học và tìm kiếm tình yêu mới cũng có những lúc điều này không xảy ra bạn thấy mình đang nghĩ về ai đó mỗi ngày đánh mất tình yêu của đời mình thật đau đớn bạn cảm thấy tội lỗi nặng nề và hối hận lúc này bạn thường tự vấn bản thân và nghĩ rằng người mà bạn mất đi đã để lại một lỗ hổng trong cuộc đời bạn mà không bao giờ có thể lấp đầy được khi bạn bắt đầu cảm nhận vai trò của mình trong cuộc chia tay bạn dần dần nhận ra rằng bạn đã tự hủy hoại bản thân và mối quan hệ này bước đầu tiên là tự hỏi bản thân tại sao bạn đã cảm thấy không đủ tốt hay là xứng đáng với người này và vì điều đó bạn cảm thấy bớt can và làm những điều phá hoại mối quan hệ của mình thân mật có làm bạn sợ và đẩy người ấy ra xa hay không bạn có muốn tiến đến một gia đình nhưng tại thời điểm đó bạn không cảm thấy sẵn sàng từ bỏ sự tự do hoặc lối sống của mình hay không bạn có đang sống dối trá theo một cách nào đó hay không bạn có lừa dối người ấy hay không bạn đã nói dối người ấy hay không khoảng cách có phải là một vấn đề quan trọng hay không bạn kiếm được nhiều tiền hơn hay người ấy kiếm được ít hơn điều này có khiến bạn cảm thấy bị đe dọa không xứng đáng hoặc tội lỗi hay không sự lựa chọn và cơ hội nghề nghiệp thì sao làm thế nào và tại sao chúng ta tự phá hoại lý do là vô tận đó là một dấu hiệu cho thấy chúng ta bị ngắt kết nối với con người của chúng ta và chúng ta đang đi đâu trong cuộc sống ngay bây giờ nó cũng làm nổi bật nỗi sợ hãi bớt can và không có khả năng trung thực của chúng ta với cả bản thân và người khác khi khoảnh khắc này liên quan đến việc làm ràng nước mối quan hệ của chúng ta với người khác chúng ta thường không thể nhìn thấy những gì chúng ta đã làm cho bản thân bởi vì chúng ta quá tập trung vào người kia mất người đó là tất cả những gì chúng ta có thể nghĩ đến và chúng ta không thấy rằng chúng ta cũng đã đánh mất chính mình ngay cả trong tình trạng không liên lạc trong nhiều tháng đôi khi mối liên hệ của bạn với một người có tình cảm tốt với bạn và yêu bạn vẫn không hề phai nhạt. Nỗ lực bắt đầu hẹn hò trở lại, bắt đầu một mối quan hệ mới, vẫn khiến bạn thấy mình không thể ngắt kết nối, cảm giác muốn có người ấy và nhớ người ấy mỗi ngày. Tình yêu bạn vẫn dành cho người ấy không hề vơi đi. Bạn cảm thấy tội lỗi vì đã làm tổn thương người đặc biệt này. Khi bạn nghĩ về người ấy, bạn cảm thấy nhịp tim của bạn sung lên bởi vì bạn nhớ những gì đã trải qua, những kỷ niệm ngọt ngào và thuần khiết. Bạn thậm chí có thể không thích chính mình vì bạn biết chính bạn đã gây ra sự chia rẽ và bạn có trách nhiệm gây ra nỗi đau cho người mà bạn thực sự quý trọng và không thể tiếp tục. Sau khi đánh mất tình yêu của đời mình, bạn quay lại nhận thức như cũ rằng vấn đề hoàn toàn là do bạn. Người xứng đáng hơn rất nhiều so với những gì bạn đã cho họ. Làm thế nào để bạn hòa giải với một ai đó nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh này? sau khi đánh mất tình yêu của đời mình bạn có thể khiến người ấy nhận thấy rằng bạn đã thay đổi hay không hãy dừng lại một phút và hãy tự hỏi bản thân mình tại sao điều này lại xảy ra làm thế nào mà việc đánh mất tình yêu của đời tôi lại trở thành hiện thực có một điều cần lưu ý là bạn cần phải hoàn toàn trung thực với bản thân trước khi cố gắng liên lạc với người này bạn cần phải hòa giải bên trong trước khi bạn có thể hòa giải với bất kỳ ai khác vậy thì tại sao nó lại xảy ra bạn đã có lỗi ở đâu nếu bạn muốn một kết quả khác bạn phải làm những điều khác nó đơn giản như vậy nếu hoàn cảnh không thay đổi thì bạn sẽ không thể đạt được điều gì mới hoặc tạo ra một nơi để tình yêu phát triển nó có thể được thực hiện không có gì là không thể nhưng bạn cần phải sẵn sàng cho nó cởi mở với nó và sẵn sàng về mặt cảm xúc cần phải nói thẳng rằng bạn không bao giờ có thể nhen nhóm lại một tình yêu đã mất nếu bạn không giải quyết được lý do tại sao bạn tự phá hoại một tình huống các mối quan hệ của bạn với những người khác luôn là sự phản ánh của bạn đây là lý do tại sao khi chúng ta bắt đầu phát triển và trở thành một người tốt hơn chúng ta sẽ rời xa những người không còn phục vụ tốt hoặc không ủng hộ chúng ta nữa ngược lại đó là lý do tại sao khi chúng ta rơi vào trạng thái bất an từ hủy hoại bản thân và không sẵn sàng về mặt cảm xúc những điều tốt đẹp xảy ra đi khi bạn phát triển các ranh giới lành mạnh nhiều điều tốt đẹp khác cũng sẽ đến nhưng bạn cần phải làm sạch trong quá trình thực hiện những thói quen xấu những lựa chọn không phù hợp với bạn và những mối quan hệ độc hại đều sẽ phải ra đi mặt tích cực của việc tự phá hoại bản thân là bạn bắt đầu thấy rằng câu trả lời luôn ở bên trong mỗi khi bạn tự phá hoại bạn chỉ cần nhìn lại chính mình có rất nhiều thông tin trong hành vi của bạn mà bạn có thể bỏ qua hoặc thừa nhận đôi khi chúng ta vô thức cắt đứt bản thân khỏi điều gì đó tốt đẹp vì vậy chúng ta có thể tránh đối mặt với những vấn đề đau đớn bên trong nếu bạn không thể ở bên ai đó về mặt tình cảm khi họ cần bạn theo những cách khác đó không phải là tình yêu thực sự bạn cần phải hiện diện và sẵn sàng về mặt cảm xúc bạn có thể thấy mình đẩy ai đó ra xa khi bạn cảm thấy dễ bị tổn thương vì điều đó thật đáng sợ khi mối quan hệ với một người bắt đầu phát triển theo những cách sâu sắc hơn bất cứ điều gì nằm trong bạn đều được làm sáng tỏ và nếu bạn có nỗi sợ hãi bên trong bạn hoặc nỗi đau nó sẽ bắt đầu nổi lên đó là sự nổi lên của những cảm xúc đau đớn và nỗi sợ hãi thường mang đến sự tự hủy hoại bản thân thay vì đối phó với sự nghi ngờ bản thân âm ỉ chúng ta làm những điều sao chúng ta ngừng giao tiếp chúng ta đẩy mọi người ra xa chúng ta bào chữa chúng ta nói dối chúng ta trở nên quá bận rộn chúng ta cố gắng che giấu sự xấu hổ hoặc sự sợ hãi của mình chúng ta đổ lỗi cho người khác chúng ta bắt đầu chiến đấu chúng ta tránh các cuộc trò chuyện và rõ ràng là bạn không thể yêu bản thân mình chứ đừng nói đến họ nếu họ cố gắng cân bằng với bạn và bạn không thể kết nối họ sẽ nhìn thấy bức tường ngăn cách và sẽ rời đi hãy dũng cảm và chấp nhận bản thân học cách yêu bản thân trước chỉ khi đó bạn mới có thể thực sự mở lòng với người khác nếu bạn biết mình đã yêu một người đặc biệt về mặt tình cảm hãy mở lòng với chính mình bạn chỉ có thể hàn gắn trái tim của bạn ngừng tập trung hướng ngoài vào việc cố gắng yêu thương người khác nếu bạn hiền không thể yêu chính mình thực sự sự tự hủy hoại bản thân bắt nguồn từ cảm giác không coi trọng những điều tốt đẹp hiểu điều này và bạn sẽ nhanh chóng tiếp nhận nó khi có điều gì đó kích hoạt bạn vào trạng thái này và khi bạn nhận thức được mối liên hệ này bạn có thể ngăn mình rơi vào bẫy tương tự khi chúng ta bị bỏ lại với một trái tim tan vỡ những mảnh vỡ ở ngay trước mắt chúng ta không thể thoát khỏi những gì chúng ta cảm thấy bạn rất dễ bị tổn thương khi ở trong trạng thái này và nỗi đau là một món quà vì nó giúp bạn trưởng thành và tiến về phía trước bạn không thể tiến về phía trước hoặc chữa lành mà không bị đau đừng sợ nó hãy nắm lấy nó để lấy lại thứ đã mất bạn cần sẵn sàng chia sẻ những tổn thương của mình và xin lỗi một cách chân thành nhất và bạn sẽ không thấy khó thực hiện điều đó nếu bạn thực sự kết nối với cảm xúc của mình một cách lành mạnh bạn sẽ biết mình đã sẵn sàng khi có thể nhìn vào bên trong. Bất cứ điều gì biểu hiện ra bên ngoài đều là kết quả trực tiếp của những gì nằm bên trong. Hãy nhớ rằng, đã có lúc người này ở trong cuộc đời bạn và cũng muốn bạn. Hiện họ đang ngồi ở đâu với những cảm xúc này, bạn sẽ không biết cho đến khi bạn kết nối với họ, đi vào bất kỳ cuộc giao tiếp nào với một trái tim rộng mở. Trường hợp xấu nhất là họ sẽ không thể nói đồng ý với bạn nếu bạn không thể thành công trong việc tái hợp với người đã bỏ đi ít nhất hãy nhìn thấy món quà trong những gì bạn còn lại một bài học kinh nghiệm để bạn không lặp lại những sai lầm tương tự hãy trân trọng nó chỉ một người khỏe mạnh về tình cảm mới có thể cho bạn một thứ như thế này nếu người đã bỏ đi không chọn thử lại với bạn hãy cố gắng không coi đó là sự từ chối cố gắng xem đó là một người có ranh giới lành mạnh thông báo với bạn rằng những gì bạn đang cung cấp không được yêu thích. Và vì vậy, họ đã chọn giải phóng. Họ đã dạy bạn bằng hành động của họ. Tình yêu không phải như vậy. Họ đã bỏ đi. Làm điều đó cũng sẽ làm tổn thương họ. Họ đã phải chữa lành và chấp nhận mất mát. Việc chữa lành cần được thực hiện bao nhiêu tùy thuộc vào lý do họ tiếp tục. Nếu bạn bắt đầu đẩy họ ra xa vì bạn cảm thấy sợ hãi sự thân mật, điều đó khác với việc lừa dối họ tuy nhiên nhìn chung bất cứ điều gì bạn làm để hủy hoại điều gì đó tốt đẹp luôn quay trở lại với bạn kể từ khi bước tiếp có lẽ họ đã tìm được tình yêu mới có lẽ họ đang ở một nơi mới trong cuộc sống và hoàn cảnh của họ đã thay đổi bạn có thể đã học được bài học của mình quá khứ chỉ là quá khứ bạn không kiểm soát được một số thứ bạn chỉ thực sự có ngày hôm nay hiện tại hãy sử dụng nó hãy khoan dung nếu bạn thấy mình không thể tiến tới với người này vì họ không muốn nếu họ đang bày tỏ cảm xúc của họ với bạn hãy biết rằng họ làm điều đó vì sự tôn trọng và yêu thương nếu bạn được bật đèn xanh khi có khả năng tái gắn kết sau khi đánh mất tình yêu của đời bạn và họ sẵn sàng xem xét việc xây dựng lại mối quan hệ với bạn hãy nhận ra vẻ đẹp của điều này đó thực sự là một cơ hội hiếm có không có gì tình cờ xảy ra vì vậy hãy đón nhận nó bằng cả trái tim của bạn hãy là phiên bản tốt nhất của chính bạn hãy luôn nhớ rằng bạn cần phải yêu bản thân mình trước để làm tốt việc yêu người khác toàn bộ bài học về việc đánh mất tình yêu của cuộc đời bạn bạn phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình chứ không ai khác bạn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình chứ không ai khác nếu bạn không nhìn thấy những điều trong cuộc sống mà bạn muốn hãy nhìn lại chính mình bạn sợ cái gì từ hủy hoại bản thân là khi bạn lo lắng vào giây phút cuối cùng, sợ hãi những gì ở phía trước, ngay cả khi điều đó tốt cho bạn. Bao giờ cảm thấy như vậy? Lần tới khi bạn làm vậy, hãy thử điều này. Hãy nói to điều đó với chính bạn. Hãy nói, hiện tại tôi đang cảm thấy hơi bớt gan, nó thật đáng sợ. Hãy nói đi, tại sao lại như vậy? Bởi vì khi bạn nói ra điều đó, bạn không che giấu nỗi sợ hãi của mình, bởi vì khi bạn dễ bị tổn thương, bạn đang sống thật. Và nếu bạn ở bên những người tốt cho bạn, họ sẽ yêu và tôn trọng bạn vì điều đó, cũng như yêu bạn và tôn trọng bạn vì điều đó. Khi bạn thừa nhận điều gì đó khiến bạn sợ hãi, bạn sẽ làm tan biến rất nhiều nỗi sợ hãi đó. Chia sẻ nó với người bạn yêu thương, đó là sự tin tưởng và chấp nhận. Chúng ta vẫn xứng đáng ngay cả khi chúng ta đang gặp khó khăn. Đừng che giấu những lời nói dối, bào chữa và khập khiển điều làm nên vẻ đẹp của một viên kim cương là cách ánh sáng xuyên qua nó, cách mặt cắt các của viên kim cương phản chiếu lại ánh sáng đó. đừng làm hỏng điều đó cho chính bạn bằng cách nghĩ rằng bạn có thể che giấu các phần của bản thân. Tất cả các viên kim cương đều tỏa sáng, bớt chấp những khuyết điểm của chúng. Tất cả chúng ta đều có thiếu sót, không có sự hoàn hảo, hãy sống thật, thiếu sót và học cách dễ bị tổn thương. Nếu bạn có thể làm được điều này bạn sẽ ngừng tự phá hoại bản thân đó là cách sẵn sàng về mặt cảm xúc đây là nơi mà sự thân mật bắt đầu chớm nở tự hủy hoại bản thân tương đương với việc chạy trốn và cuối cùng là đánh mất tình yêu của đời mình bạn không thể chạy trốn khỏi con người của mình chấp nhận bản thân bạn tha thứ cho chính mình yêu bản thân mình hãy nhìn vào bên trong phá hoại bất cứ điều gì đối với bản thân luôn luôn là về nỗi sợ hãi lo lắng và thiếu giá trị bản thân Che đầy quan điểm của chúng ta Về những gì chúng ta đang được cung cấp sức may cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta Những cơ hội mới để thử lại Và vì vậy chúng ta có thể phát triển Và vượt qua những vấn đề đã kìm hãm chúng ta Nếu bạn có thể nhìn vào bên trong Bạn nhận ra Không có gì thực sự bị mất Trở lại với việc đánh mất tình yêu của đời mình Nếu bạn thấy mình muốn kết nối lại Với tâm hồn đặc biệt Vẫn chưa rời trái tim bạn Hãy biết điều này Nếu bạn trung thực tốt bụng và cởi mở với bản thân và người ấy người ấy sẽ biết và đánh giá cao điều này người ấy sẽ tôn trọng bạn vì điều đó bạn cũng có thể yêu và tôn trọng bản thân vì nó cần có can đảm để tiếp cận người mà bạn làm tổn thương và thừa nhận điều đó hãy nhớ điều đó đã xảy ra bởi vì bạn đã quên yêu bản thân mình nó xảy ra vì sự tự phá hoại của bản thân không có quy tắc hay công thức nào có thể làm sống lại một tình yêu đã mất nhưng có những bước bạn có thể thực hiện để tạo ra một mảnh đất màu mỡ cho tình yêu có thể nảy nở một lần nữa bạn không thể nảy nở tình yêu với người khác trừ khi bạn có thể nở hoa ngay từ đầu nếu bạn không thể yêu và chấp nhận chính mình thì không ai khác có thể làm được hãy biết ơn vì hai điều đẹp đẽ này nếu bạn biết mình đã đánh mất một tình yêu thực sự thứ nhất bạn có thể thu hút một người yêu thương bởi vì bạn có những gì cần thiết ngay cả khi đôi khi bạn không nhìn thấy điều đó nhưng bạn cũng cần phải hỗ trợ những phẩm chất và sự bớt khang của mình bằng cách yêu thương chúng nếu không bạn sẽ cảm nhận bản thân không xứng đáng hãy hàn gắn sự tan vỡ của bạn và mối dây sẽ không còn đứt gãy nữa hãy thừa nhận những nỗi sợ hãi và khuyết điểm của bạn bởi vì khi bạn làm vậy điều gì đó đáng yêu sẽ đến thay vì chúng là rào cản chúng trở thành cầu nối cho sự toàn vẹn Tất cả chúng ta đều có lỗi. Đừng nghĩ rằng bạn là người duy nhất. Bạn cần phải chọn để không ẩn đằng sau những hình ảnh được tạo ra. Sự dũng cảm và một phiên bản của sự thật. Tình yêu đích thực là có thể dễ bị tổn thương. Không ai có thể đến gần bạn cho đến khi bạn có thể ở nơi đó với chính mình. Thứ hai, người đã quan tâm, đã cố gắng yêu thương bạn trở lại. Khi họ rời đi, họ phản chiếu cho bạn những gì bạn không thể nhìn thấy ở chính mình. Họ bỏ đi đó là món quà mà họ đã dành cho bạn một thời gian để suy ngẫm để nhận ra điều này để ghi nhận nó và làm việc với nó điều mà tất cả chúng ta cần hiểu là khi chúng ta kết nối với một người theo cách lành mạnh và yêu thương chúng ta sẽ dễ dàng đối mặt với những ngày tồi tệ và yếu đuối bởi vì những vấn đề đó không chi phối hay làm hỏng mối quan hệ hãy nhìn theo cách này không ai trong một mối quan hệ vững chắc sẽ rời bỏ bạn và cũng nhận ra rằng bất kỳ cơ hội nào để có một mối quan hệ tình cảm đều là cơ hội để thể hiện bạn đã phát triển và trưởng thành như thế nào bạn có cơ hội hạnh phúc vững chắc bởi vì bạn đang ở một nơi tràn đầy lòng yêu thương bản thân không tự phá hoại bạn có tình yêu để cống hiến và bạn không còn cảm thấy cần phải che giấu điều đó chúng ta có thói quen là nhìn thất bại theo cách tiêu cực nhưng không thất bại dạy chúng ta những cách nhìn nhận mọi thứ mới và mở đường cho sự phát triển và thành công nếu không có thất bại chúng ta không học được cách tốt hơn nếu chiếu sáng cho nơi bạn cần đứng lên trong tương lai đánh mất tình yêu của đời mình thì cô đơn vô cùng nhưng thực ra người đặc biệt đó chưa bao giờ rời bỏ bạn ngay cả khi họ không trở lại họ đã thay đổi bạn cả đời họ đã đánh thức tâm hồn bạn họ đã yêu bạn đủ nhiều để bước đi và cho bạn biết tình yêu đó là điều bạn xứng đáng có được đó là điều mà bạn không thấy ở chính mình điều đó đã in sâu vào bạn một bài học thực sự về tình yêu đánh mất tình yêu cuộc đời bạn thực sự là về vị trí của bạn trong cuộc sống của bạn tại thời điểm một người bước vào đó những mối quan hệ không thành công làm nổi bật nơi chúng ta cần chữa lành chúng cho chúng ta thấy nơi chúng ta cần phải đi tiếp theo và phản ánh năng lượng mà chúng ta đang phát ra thời gian trôi qua và cùng với đó quá khứ trở thành thứ thuộc về những ngày bạn không thể đòi lại bạn không thể sống trong quá khứ đừng nghĩ rằng nó sẽ giống như trước đây nó sẽ không như vậy nó không thể được khi bạn nhìn lại bản thân và tại sao bạn lại tự phá hoại một điều gì đó dẫn đến đánh mất tình yêu của đời mình những điều tuyệt vời này sẽ xảy ra bạn học cách giao tiếp tốt hơn vào lần sau bạn học cách thể hiện bản thân đầy đủ hơn nó cho bạn cơ hội kết nối tình cảm với chính mình từ đó cho phép bạn phát triển mối liên hệ đó với những người khác cho và nhận trong các mối quan hệ là điều bạn sẽ học được bạn sẽ phát triển sự đồng cảm với người khác vì khi bạn có thể nhìn vào thất bại và nỗi sợ hãi của chính mình và tha thứ cho bản thân mình bạn cũng mở ra một cánh cửa cho phép bạn làm điều tương tự với người khác lòng trắc ẩn sẽ hiển lộ trong bạn vì vậy nếu bạn thấy mình đang ở trong một không gian mà bạn nhớ ai đó đến mức bạn cảm thấy họ là người đã bỏ đi bạn không thể tiếp tục mà không có họ hay dừng lại hiểu rằng trong hành trình của bạn với họ họ đã giúp bạn chỉ ra nơi bạn cần phát triển sẽ luôn có một cơ hội khác trong tương lai để bạn có thể yêu một lần nữa bạn đã tìm thấy chính mình thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng tất cả chúng ta đón nhận nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại